Đứa nào nó trêu em vậy? Đứa nào nó trêu em à? Bữa ăn đầu tiên cho con. Chưa biết ăn là gì, hôm nay cho ăn bữa đầu tiên. Thịt tái. Đây ai hỏi chibi với lại canxi là khi nào mà dùng được ấy. Thì xem cái này, đây là cái bữa đầu tiên. Canxi với chibi là lấy luôn. Cho ăn luôn. Ngon cực luôn. Đây này, này có biết ăn rồi đây này. Đấy. Đây, ở đây nó lại đầy đồ ăn. Nào, vừa mới ăn. Đã chân nhau rồi. Em ra đây ăn. Thịt nướng đấy. Không ăn riêng một chỗ được rồi. Nhoi nhoi ra đấy. Em ăn đi. Đây. Ăn gặm cái gì đấy. Thế này. Đây, rơi nó nhằn ra cục xương này. Bởi vì là xay có một lần nên là những cái cục ấy nó sẽ nhằn nó nhè hết. Không sợ cho nó hỏng. Rồi. Ăn chậm từ từ. Quá no rồi đấy. Đây. Làm thế. Đây. Đây. Bỏ hẳn vào bên trong thì ra.
sao lại thò chân vào trong đấy hả? Đây ông tướng thích ăn thì ông tướng thích phúc mõm vào đây. Đây nhà lên đây cho nó dễ gặp. Đây này, thôi cái này xiên bỏ này. Đấy, phải rồi. Anh kia đang nhầm gì? Đặt lên đây cho nó dễ gặp. Đây, đây này. Còn đấy là ăn no lắm rồi. No chưa? Bữa ăn đầu tiên làm thế rồi, là quá nhiều rồi. Này, thêm tí nữa. Còn ăn nhiều lắm. Đây. Kéo bạn kia ra đi, đừng để thằng này ăn nhiều. Rồi, bữa ăn của chúng ta kết thúc ở đây nha. Ăn thế thì nha. Úi sợ, úi sợ. Lại nuốt phải tờ giấy này như thế nào. Nghe thấy nhìn là nôn đấy. Đây cho mẹ siêu nữa. Liếm vén nốt này. Ok. Nha, chúng ta đã xong bữa. Có cái gì dính ở trên đầu này. Lau đi. Đến giờ nô. Nô rồi, không lại ọ là hết rồi. Cứ để đấy, cuộn giấy thôi. Chơi đây. Đến giờ chơi rồi à? Chơi đây. Không gọn chân. Ra đằng trước này chơi. Khi mà cái giấy như này chúng nó cũng kích động, chúng nó cũng từng từng đấy. Kiểu ấy bay này. Cũng phản, kiểu phản chơi. Nhìn thái độ của chúng nó. Nó như âm thanh này làm cho nó kích thích. Bịt mặt này. Bịt mặt. Nó gửi ra.
kiểu chưa? Tu giấy trêu này và gãi gãi người là sẽ gừ. Đứa nào nó trêu em ạ? Đứa nào nó trêu em ạ? À? Rồi, vào không được, siro ra ngoài. Con vừa ăn xong không được bú, siro đi ra đi. Tí nữa để cho nó xuôi cơm đã, đi ra. Ra ngoài. Siro, đi ra. Ra. Ra khỏi trường. Siro. Không, không cho bú bây giờ. Siro. Vừa ăn xong. Cho siro vào trong kia. Siro. Siro vào chỗ đấy. Con vừa mới ăn xong là phải tách không cho bú mẹ. Chứ không là thịt với lại sữa vào nó đi ỉa. Thôi. Xong. Chơi tiếp. Giờ vừa mới ăn xong ăn no gì lại còn ý bị é gì. Là sao? Vẫn còn đói à? À, tiếp, chơi tiếp. Ok. Nào, chơi tiếp nào. Nào. Thôi Siro ơi, Siro đừng có hâm. Cái ra đây, cắn rồi. À, thằng bọi nè. Cái đâu? Đây. Không có ở đằng sau nữa mà gì. Thích gọng thịt giấy luôn hả? Nào, thêm tí giấy nữa nha. Giấy lắm chứ không phải không. Đuôi đấy, thế là đuôi vẫy 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 vẫy. Cảm giác kiểu như là sao quay cứ thích vào đây, quay buồn ngủ đấy à? Hả, quay cứ thích chui vào đây. Nắn ở bên kia thì lại bò sang bên này. Nào, ra đây chơi nào. Anh kia anh đang dặn đá. Anh đang dặn cái ị kia. Nhà tập trung bên kia chắc là dặn cái ị rồi.
Đúng rồi. Xong chưa? Ị xong chưa? Chị em bị xong chưa? Rồi đấy, có sàn thi đấu đã ok rồi đấy. Thi đấu đi. Thi đấu với nhau thì gặp chân anh làm gì? Sơ sơ phải cái đuôi sơ sơ thằng có con lại nghịch có con nó lại nghịch lại nhằn cái giấy không lướt vào tí rồi lại oẹ, nhưng thật cả cho nó oẹ thế để cho nó rút kinh nghiệm sâu sắc từ bé là không được gặp linh tinh nhỉ. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ bé là không được gặp linh tinh nhá. Không phải cái gì cũng gặp được, có những thứ nào gặp vào là sẽ bị đau bụng. Ok. Ông ăn nhiều này. Đấy. Ông ăn nhiều này. Đang to bằng nhau mà. Cái này ăn nhiều chịu ăn hơn khả năng cái này sẽ to lên. Đây này. Trời ơi không, con nào bụng to lắm. Không con nào bụng bé. À, đây này. Úi xa. Chào xuống thế. Đây. Làm mỗi đứa ra đây. Đây là nốt. Rồi. Làm kiểu ảnh nha. Không, nhìn về đằng trước kìa. Không, không trèo xuống ngã đấy. Đấy, vừa nói xong. Được, làm sao để có cả mặt đi. Chép hay làm cái gì để cho cũng đấy đây rồi thì lần trước thì đấy chép như thế đâu chép miệng ấy. Chơi không thích chơi ở trong này đâu, trong này là giờ thì là nhỏ hẹp rồi. Thôi nhá, làm đấy đi, làm đấy. Mọc răng đây. Quay cho nhìn gần vén răng cho xem. Đấy. Nó có cái chức năng zoom to đấy.
không? Mọc răng sàn sàn nhau. Thằng này nhú răng trước, thằng ăn khỏe nhú răng trước này. Răng dài hơn này. Nhẹ, rất nhẹ, chỉ vén ra như thế mà có làm gì đâu. Nhờ. Ok. Đấy là lý do tại sao mà nó lại ăn khỏe hơn. Bởi vì răng của nó nhú hơn được một tí. Rồi, các em tự do thoải mái đi. Nha. Bữa ăn đầu tiên thế là xong.